Xin chào bác, chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Trường Atlantic. Trong video của buổi tối ngày hôm nay thì em chuyên lên đây giao lưu đến cho anh em hai mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Oren và Seiko. Và hai phiên bản này thì chúng ta sẽ có những cái tầm giá rất tốt để gửi đến toàn thể quý anh em ngày hôm nay nhá. Đó, và nếu như đây là video đầu tiên anh em đến với kênh của em Trường thì em nhắn lại cho em Trường xin một lượt like này, một lượt đăng ký kênh, nhớ chút bên cạnh để theo dõi những chiếc đồng hồ mới nhất từ bên em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đó, và hai mẫu sản phẩm đồng hồ ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có những cái option rất là ngon. Đó, và trong tầm tiền thì phải gọi là rất là xứng đáng để anh em bỏ ra nhá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một chiếc Oren với một cái kiểu dáng thiết kế rất quen thuộc với anh em. Phong cách thiết kế open heart anh em nhé. Đó, và chiếc này là chiếc Golden Eye 2. Golden Eye 2 thì nó sẽ có rất là nhiều phiên bản màu, như là màu trắng này, màu xanh dương này, rồi màu đen này. Đó, màu đen cọc vàng cũng có anh em nhé. Đó, và với phiên bản này thì hiện tại em có gửi đến cho anh em màu xanh, một phiên bản màu xanh nhá. Đó, màu xanh deep blue chạy tia rất đẹp, thiết kế 3 kim một open heart được đặt ở hướng góc 9 giờ. Về cái phiên bản Oren Golden Eye 2 này thì nó có rất là nhiều trang bị ngon nhá anh em nhá. Trong tầm tiền thì em nghĩ rằng là nó là một trong những đối thủ rất đáng gờm của những cái phiên bản khác, và đặc biệt hơn là kích thước xe mặt của phiên bản này cũng rất là vừa phải, cho nên là gần như đại đa số cổ tay của anh em Việt Nam ta đều có thể đeo được. Với chiếc này chúng ta sẽ có kim cọc là lưỡi kiếm vắt nhọn này, rồi với chiếc đồng hồ này chúng ta sẽ có open heart làm chi tiết rất là đẹp, lộ cơ ở mặt dial, rồi logo thương hiệu Oren automatic, ở đây sẽ có logo hai chú sư tử, và đặc biệt hơn là các cọc giờ là giờ kẻ vạch đấy, và được phay bóng gần như toàn bộ nhá. Hướng 12 giờ 6 giờ là kim cọc giờ La Mã, tạo nên một hướng cổ điển. Nếu như anh em chú ý ấy, thì dòng Golden Eye 2 này nó là phiên bản thu nhỏ của dòng cao cấp Oren Star Open Heart, tại vì Oren Star Open Heart nó cũng có thiết kế 3 kim này. Đó, rồi hai cái cọc của nó cũng là cọc La Mã anh em nhé. Đó, và Oren Star Open Heart thì anh em có thể thấy rằng là nó cũng có những chi tiết gần giống như thế này. Đấy, và phiên bản Golden Eye 2 là thu nhỏ. Đó, và có những cái trang bị rất ngon. Mặt kính chiếc đồng hồ này sẽ là mặt kính sapphire. Đấy, rồi chúng ta sẽ có là chống trầy chống sức tuyệt đối về cái mặt kính này. Rồi phần thân vỏ được làm bằng chất liệu thép 316L, có những chi tiết phay bóng, phay xước rất đẹp nhé anh em nhé. Đó, gần như là độ hoàn thiện của finishing trên phần thân vỏ của chiếc đồng hồ này cũng rất là cao. Bộ dây thép đúc đặc này, khóa bấm hai bên này, rồi mã hiệu phiên bản này là chính là FAG0301D0, và phiên bản này hiện tại em Trương đang có mức giá cho anh em là 5,2 triệu. Đó, 5,2 triệu nhé. Đáy là chi tiết lộ cơ Skeleton, đầy đủ những thông tin cần thiết cho anh em, như là Moment Japan này, rồi mã máy, số serial number. Ở phiên bản này chúng ta sẽ có là độ chống 50 mét nước nhá, stainless steel, cỗ máy caliper là F6T22, đầy đủ những công năng hỗ trợ đi kèm như lên cắt tay, dừng kim dây, đầy đủ cho anh em. Kích thước xe mặt đó chính là 38.5 phổ cổ tay của anh em. Trên dưới 16 chúng ta cân đối đeo những phiên bản này rất hợp lý. Đối với cổ tay của em Trương là cổ tay 16 nhá, anh em có thể thấy là lên tay cũng rất là đẹp này. Đó, và đặc biệt hơn là màu xanh là một trong những màu mà anh em thích cái sự trẻ trung năng động, thì anh em có thể lựa chọn cho mình phiên bản này. Đó là một trong những màu mà gần như là cơ bản và được rất là nhiều anh em lựa chọn rồi. Đó, mức giá là 5,2 triệu nhé anh em nhé, 5,2 triệu cho phiên bản đầu tiên ngày hôm nay. Đó, và cái trang bị trên chiếc đồng hồ này cũng rất là ngon, tại vì 5,2 triệu trong cái tầm tiền thì Seiko chưa có sapphire và cũng không có cái kích thước xe mặt nó vừa phải như thế này đâu. Đó, cho nên là Oren như em Trương đã nói, rất là nhiều mẫu đồng hồ trong tầm tiền nó ngon hơn, trong tầm tiền giá bình dân nhé, nó sẽ ngon hơn Seiko rất là nhiều đấy. Đây là mẫu sản phẩm đầu tiên em muốn giới thiệu cho anh em. Tiếp đến này chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ Seiko. Dòng này là cũng là dòng open heart, cũng là mặt đều màu xanh, nhưng mà tầm tiền của phiên bản này thì nó sẽ mềm hơn một chút anh em nhé, mềm hơn một chút. Trước mặt các bác đây chúng ta sẽ có là một chiếc đồng hồ SCVE. Đấy, SCVE nhá, 051. Đây, phiên bản SCVE 051 và giá nãy gửi đang là 31.900 yên, thì loanh quanh 32.000 chưa tính thuế và công vận chuyển về Việt Nam. Đó, và em Trương gửi đến giao lưu cho anh em ngày hôm nay chỉ có 4.950.000 đồng thôi, 4.950.000 đồng anh em nhé. Đó, anh em lưu ý 4.950.000 thì anh em sẽ sở hữu cho mình được một chiếc đồng hồ Seiko, đó, SCVE 051. Phiên bản này thì sẽ có mặt dial màu xanh dương luôn anh em nhé, có chạy tia, và anh em có thể thấy là các cọc giờ phiên bản này làm to bản hơn, đấy, to bản hơn những dòng Oren vừa nãy em review đấy. Đó, và dòng
dòng SCVE này thì anh em có thể thấy là một cái đặc điểm là dạ quang của những dòng này cực kỳ sáng. Đấy, vô cùng sáng luôn. Đây em sẽ cho anh em xem về cái dạ quang nhé. Seiko thì làm dạ quang cực kỳ tốt. Đó, riêng về Seiko thì anh em phải hiểu rằng là từ dòng bình dân nhất cho đến dòng cao cấp nhất, dạ quang của nó làm cực kỳ là tốt. Đó, đây cho anh em xem này. Đấy, dạ quang rất sáng nhá. Với chiếc đồng hồ này chúng ta sẽ có là thiết kế 3 kim một open hood này. Đó rồi, phiên bản này thì sẽ có các cọc giờ kẻ vạch có dạ quang, viền Anturi bên ngoài thì anh em có thể thấy là cọc số Arabic, cọc số tự nhiên nhá. Đó làm chi tiết màu trắng hết, tạo nên độ tương phản. Phiên bản Mỹ Japan bản nhiệt nội địa này. Rồi đầu máy caber là 4R30 36, một cái cỗ máy. Và nếu nhớ không nhầm là 36, đúng rồi. Đâu để em một chút nữa. Đúng rồi, máy 4R30 38 anh em nhá. Máy 4R38. Thế vì ở đây nhìn nó không được rõ lắm anh em ạ. Nhìn ở trên mặt đây thì không được rõ lắm. Máy 4R38. Cũng máy có cót tay dừng kim. Rồi ở đây chúng ta sẽ có là 21.600 tờ số động. Độ tích cót là 40 tiếng anh em nhá. Rồi bản Mỹ ra 3 bản nhiệt nội địa được sản xuất và hoàn lắp ráp hoàn toàn tại Nhật. Đó, và kính phiên bản này vẫn là kính HLX nha anh em nhá. Kính HLX thôi. Tại vì trong cái tầm tiền này thì Seiko rất ít những chiếc đồng hồ trang bị kính sapphire. Đấy, rất hiếm luôn anh em nhá, chứ không phải là ít đâu, rất hiếm. Đó, tại vì Seiko anh em có thể thấy là về cái độ thiết kế và độ hoàn thiện finishing trên phần mặt số nó có vẻ khôn hơn Oren. Đấy, nói đúng thật ra là nhiều anh em chơi đồng hồ Seiko ấy thì thứ nhất là về cái độ finishing, độ hoàn thiện trên mặt số nó cao hơn. Và thứ hai là về cái phần vần thiết kế nó trông nó sắc sảo hơn, cho nên là nhiều anh em vẫn lựa chọn Seiko, tuy giá thành nó cao đó nhưng mà cao hơn một chút cũng không là vấn đề anh em nhé. Với chiếc đồ này chúng ta sẽ có là phần thân được làm bằng chất liệu thép 316L. Đấy, phay bóng và phay xước nhá. Dây thép cũng là dây thép đúc đặc. Ở đây thì em trưng ở cửa hàng cho nên bong siêu một chút rồi. Rồi chúng ta sẽ có là khóa kép cho anh em này. Đấy, phần đáy là chi tiết động cơ anh em nhé. Đấy, chi tiết động cơ. Đây cho anh em xem. Đấy là chi tiết lộ cơ nhá. Made in Japan này, rồi đầu máy caber 4R38 này. Đó, độ chống nồng 13/100 mét nước, anh em đi mưa rửa tay tắm rửa thoải mái. Chúng ta sẽ có là 24/24 trên kính trong phiên bản này. Với chiếc đồ này chúng ta sẽ có cái thiết sắc mặt là 42 phù hợp với cổ tay của anh em trên 16, anh em lưu ý nhá, trên 16 anh em mới đeo được phiên bản này. Anh em có thể thấy đối với cổ tay của em trương là cổ tay 16 nhá. Đây cho mình phiên bản này cũng phải gọi là khá là vừa đấy, nhưng mà em trương thì không thích cái phong cách của kích thước size nó to 42 như này. Em trương đeo tầm 40 đổ về thôi là đẹp rồi. Đấy, còn 42 như này thì tùy vào gu thẩm mỹ và cái cách thức đeo của anh em nhá. Đó thì em trương đối với cổ tay của em trương thì vừa phải. Đấy, anh em có thể đeo được nhá. Đó rồi, mức giá để anh em tham khảo đó chính là 4.950.000 đồng. Anh em nào quan tâm về hai mẫu sản phẩm ngày hôm nay thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với em qua số hotline nhé, 0969 7282. Em sẽ là người tư vấn trực tiếp cho anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều vì đã ngồi đợi theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những chiếc video tiếp theo.